Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một video hướng dẫn cho các bạn cách xem bài viết đã lưu trên Instagram nha. Thì để mà có thể xem những cái bài viết mà các bạn đã lưu trên Instagram thì các bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên các bạn hãy mở cái ứng dụng Instagram của các bạn lên. Tiếp theo các bạn hãy chọn vào và biểu tượng avatar phía dưới bên phải màn hình điện thoại để vào một hồ sơ nha, là cái mục này thì mình sẽ nhấn vào. Tiếp theo là các bạn hãy chọn vào biểu tượng ba dấu gạch ngang ở phía trên bên phải màn hình điện thoại để vào phần cài đặt nha, mình sẽ nhấn vào phần này. Tiếp theo các bạn hãy chọn vào phần đã lưu, là cái phần này, mình sẽ nhấn vào phần đã lưu này nha, mình sẽ nhấn vào đã lưu. Thì tại đây các bạn có thể thấy được những cái bài viết mà mình đã lưu trong quá trình sử dụng, kể cả video review hoặc là các bài viết nha. Ví dụ như mình sẽ nhấn vào tất cả bài viết và nó sẽ hiện ra những cái mục như thế mà mình đã lưu như thế này. Thì các bạn có thể bấm vào để xem cái video đó, và các bạn không muốn lưu cái video nữa thì đó nữa thì các bạn hãy nhấn vào cái mục lá cờ ở phía dưới này thì các bạn sẽ không lưu cái video đó nữa nha. Ví dụ như mình sẽ không muốn lưu cái video này nữa thì mình sẽ bấm vào mục lá cờ này, thì như vậy là cái video này không có trong mục lưu trong tài khoản Instagram của mình nữa.